Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Chào buổi tối của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC được phát sóng trực tiếp trên kênh VTC1 và VTC14. Tôi là Thu Thủy. Còn tôi là Đại Dương. Chương trình của chúng ta ngày hôm nay 19 tháng 6 năm 2016 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Phi công lái chiếc Su-30 MK2 gặp nạn, Trần Quang Khải vừa được Bộ Quốc phòng truy thăng quân hàm từ thượng tá lên đại tá. Lễ truy điệu của anh sẽ được tổ chức vào ngày mai tại Nghệ An trước khi di hài được đưa về quê tại quê nhà Bắc Giang. Clip người vợ tổ chức đánh ghen xé quần áo cô bồ của chồng ở Hà Đông, Hà Nội là đề tài nóng trên mạng xã hội những ngày vừa qua. Băn khoăn được nhiều trẻ em đặt ra là khi phát hiện chồng ngoại tình, liệu có nên đánh ghen và đánh ghen thế nào là đủ? Đến thăm cặp vợ chồng đông con nhất nước Anh để xem hàng ngày họ phải xoay sở thế nào khi chăm sóc 17 đứa con. Thưa quý vị và các bạn, sự ra đi của phi công Trần Quang Khải, một trong hai phi công của máy bay tiêm kích Su-30 MK2 gặp nạn đã để lại nhiều tiếc thương cho gia đình, đồng đội và người dân Việt Nam. Trong ngày hôm qua 18 tháng 6, Bộ Quốc phòng đã công bố quyết định truy thăng quân hàm từ thượng tá lên đại tá cho phi công Trần Quang Khải. Đại tá Trần Quang Khải là phi công cấp 1, phó trung đoàn trưởng kiêm tham mưu trưởng trung đoàn 923, sư đoàn không quân 7371, quân chủng phòng không không quân. Trong quá trình công tác, chiến đấu, anh đã được tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất, huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba. Phi công Trần Quang Khải đã hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện chiến đấu máy bay Su-30 MK2 vào ngày 14 tháng 6 tại vùng trời Thanh Hóa và Nghệ An. Theo kế hoạch tổ chức tang lễ phi công Trần Quang Khải, lễ viếng được tổ chức từ 7 giờ đến 9 giờ 30 vào ngày mai, 20 tháng 6 tại nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 4, Quân khu 4, thành phố Vinh, Nghệ An. Lễ truy điệu diễn ra ngay sau đó. Thi hài phi công Khải sẽ được đưa về quê nhà ở xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, Bắc Giang. Lễ viếng tại quê nhà được tổ chức từ 18 giờ ngày 20 tháng 6 đến 7 giờ 30 ngày 21 tháng 6. Lễ đưa tang tổ chức vào hồi 8 giờ ngày 21 tháng 6 và hỏa táng tại Đài Hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội. Một vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra vào lúc 11 giờ 15 trưa nay 19 tháng 6 giữa một xe du lịch và xe khách tại đèo Dốc Pren nằm trên quốc lộ 20 thuộc thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. 8 người thiệt mạng và gần 10 người bị thương. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe du lịch mất phanh nên không thể kiểm soát được tay lái. Vào thời điểm trên, xe du lịch loại 52 chỗ biển kiểm soát 60B02968 không chở theo hành khách đi từ hướng trung tâm thành phố Đà Lạt đi thành phố Hồ Chí Minh. Khi đổ đèo Pren thì mất kiểm soát đâm vào một công nhân đang làm đường, rồi đâm tiếp vào hông trái xe khách biển kiểm soát 86B00725 đi chiều ngược lại. Sau cú va chạm, xe du lịch trôi tự do chừng 20m, lật nghiêng vào vách núi bên đường. Vụ tai nạn làm tài xế xe du lịch, công nhân làm việc trên đường và 6 hành khách đi trên xe khách tử vong, hàng chục người bị thương. Nguyên nhân ban đầu được xác định là xe du lịch bị mất phanh nên tài xế đã không kiểm soát được tay lái và gây ra tai nạn. Được biết, đoạn đèo xảy ra tai nạn đang sửa chữa, mặt đường chỉ còn 2/3 so với bình thường. Theo đại diện của Cảnh sát Giao thông thành phố Đà Lạt, sáng nay đoạn đèo xảy ra mưa nên đường rất trơn. Nhiều năm qua, vào mỗi dịp cuối tuần, phố đi bộ ở quận Hoàn Kiếm đã trở thành một điểm yêu thích của nhiều du khách trong và ngoài nước. Tuy nhiên, do đất chật người đông nên phố đi bộ thường xảy ra tình trạng ùn tắc và bức bí. Và nhằm thúc đẩy thương mại và thu hút nhiều hơn nữa khách du lịch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết đang nghiên cứu để thí điểm mở rộng tuyến phố đi bộ ra xung quanh khu vực hồ. Các tuyến phố này dự kiến hoạt động vào các tối thứ 6, thứ 7, chủ nhật, tạo ra một điểm nhấn về không gian văn hóa, lịch sử cho những du khách muốn khám phá vẻ đẹp tự nhiên và con người Hà Thành về đêm. Hà Nội cũng sẽ triển khai một số quầy bán hàng di động với các sản phẩm du lịch đặc trưng của Hà Nội ở một số tuyến phố trên quận Hoàn Kiếm như Lê Thạch, Lê Lai, Đình Lễ để tạo ra không gian thuận tiện cho người dân cũng như khách du lịch. Các quầy di động này rất tiện lợi. Hiện Hà Nội đang đặt các hàng quầy di động này tại Đức. Trước đó thì Hà Nội đã nhận rất nhiều đóng góp của các chuyên gia trong nước và quốc tế về việc nên tạo ra không gian đi bộ xung quanh Hồ Gươm, kết nối với tuyến phố đi bộ cũ là Hàng Đào, Hàng Đường và Đồng Xuân.
Vâng, đây không phải là lần đầu tiên đề xuất mở rộng tuyến phố đi bộ quanh khu vực Hồ Gươm đã được đưa ra. Cách đây 2 năm thì có nhiều nhà khoa học đã từng đề xuất là cải tạo lại không gian văn hóa cho khu vực Hồ Gươm. Trong đó thì có đề cập đến là việc biến khu vực này thành một khu vực đi bộ. Và theo các chuyên gia thì đường xá khu vực quanh Hồ Gươm vẫn tồn tại như thế trong suốt cả mấy chục năm qua. Trong khi đó thì dân số Hà Nội tăng lên đến hàng chục lần, khiến cho khu vực này vào cuối tuần thì thường xuyên là xảy ra ách tắc, tắc nghẽn các phương tiện giao thông. Và để giải quyết được việc này thì cách duy nhất là hạn chế ô tô, xe máy vào những ngày cuối tuần để người dân được thoải mái đi bộ và ngắm phong cảnh. Vâng, đây thực ra là một cái ý tưởng rất là hay. Tuy nhiên thì theo tôi, vấn đề lớn mà thành phố Hà Nội cần giải quyết trước mắt đó chính là chuyện là gửi xe. Vì xung quanh Hồ Gươm rất ít chỗ để đỗ xe, và vào những ngày lễ lớn thì lập tức là các bãi xe tự phát và mọc lên, và những cái chủ của những bãi xe này thì tha hồ mà chặt chém, nhưng cũng không đáp ứng nổi nhu cầu. Và hơn nữa thì về mặt giao thông thì Hồ Gươm là một chiếc bùng binh khổng lồ. Nếu như không cho ô tô, xe máy đi vào thì ùn tắc ở các khu vực xung quanh là rất dễ xuất hiện. Và điều này thì chúng ta có thể dễ thấy khi vào các ngày lễ lớn hoặc là có sự kiện văn hóa thì khu vực ở Hồ Gươm đã bị cấm đường. Vâng, dù sao thì cũng hy vọng là các nhà quy hoạch sẽ giải quyết được những vấn đề đó, vì những tuyến phố đi bộ thì luôn luôn là điểm nhấn về mặt du lịch cho các thành phố. Ở Việt Nam thì có phố đi bộ Nguyễn Huệ vừa ra đời cách đây vài một năm đã lập tức trở thành địa điểm thu hút du khách. Hay trên thế giới thì có những nơi như là đảo Hydra của Hy Lạp, rộng tới 50 km², nhưng người ta cấm không cho xe ô tô và xe máy hoạt động, trừ các xe chở rác hay là xe cấp cứu. Người dân du khách thì phải đi bộ để thưởng ngoạn phong cảnh, do đó nó có thể coi là thiên đường cho người đi bộ, vì không phải lo tai nạn giao thông, không bị ô nhiễm khói xe và không có tiếng động cơ hay là còi xe. Hay như là Venice của Italia thì là nơi mà không chỉ có xe máy, ô tô mà cả xe đạp cũng bị cấm. Thậm chí là gần đây người ta cấm cả du khách kéo vali có bánh xe trên đường vì sợ rằng là sẽ gây ra tiếng ồn ào, ảnh hưởng đến những du khách. Ngày hôm qua, tập đầu tiên của chương trình truyền hình thực tế Gương mặt thương hiệu The Face Việt Nam đã phát sóng. Ngoài sức hút của dàn thí sinh đẹp thì những màn tranh luận của các huấn luyện viên cũng là điều mà nhiều người quan tâm. Nếu Hồ Ngọc Hà được cho là khá hiền trong tập mở màn thì hai đàn em là Lan Khuê và Phạm Hương lại nhận được nhiều chú ý bởi những màn đấu khẩu và thái độ họ dành cho nhau khi ngồi trên ghế nóng. Em về cơ bản rất là... Trong phần thử thách chụp hình với mặt mộc, khi Phạm Hương đang góp ý để một thí sinh đến từ Hải Phòng có những bức hình đẹp hơn thì Lan Khuê đã chủ động đi lên hướng dẫn thí sinh này. Và ngay lập tức khi Lan Khuê về chỗ ngồi thì Phạm Hương cũng đi lên trực tiếp chỉ cho thí sinh các biểu cảm khuôn mặt và tạo dáng. Khi xem những hình ảnh này thì nhiều khán giả cho rằng Lan Khuê không hài lòng với cách thể hiện của Phạm Hương. Một số người còn cho rằng cô kênh kiệu và ghét Phạm Hương ra mặt. Khi nhận xét về Phạm Hương trong chương trình, Lan Khuê cho rằng điều giúp Phạm Hương tỏa sáng là sự tự tin, nhưng đôi khi sự tự tin ấy hơi thái quá khiến cho người khác hơi mệt. Trong khi đó, Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam lại đánh giá Lan Khuê có vẻ hơi vội vã một chút khi thể hiện bản thân mình quá nhiều trước các thí sinh. Vâng, từ trước khi cuộc thi The Face Việt Nam lên sóng thì Lan Khuê và Phạm Hương đã khiến khán giả rất tò mò trông đợi những gì họ sẽ thể hiện và thái độ họ dành cho nhau như thế nào khi phải làm việc cùng nhau. Bởi hai người đẹp này đã từng vướng vào tin đồn bất hòa, bằng mặt và không bằng lòng trong năm qua. Sau khi đại diện họ là đại diện của nước nhà đi dự hai cuộc thi nhan sắc quốc tế trở về. Vâng, và The Face là một chương trình truyền hình thực tế với mục đích là tìm ra gương mặt người mẫu triển vọng đại diện cho các nhãn hàng. Và do đó thì cá nhân tôi thấy là hai hoa hậu vừa rồi thì khó có cửa so với Hồ Ngọc Hà, người được coi là nữ hoàng giải trí trong nhiều năm qua. Và thậm chí là cả sau khi chịu scandal ngoại tình với đại gia Kim Cương thì Hà Hồ vẫn là một cái tên được nhiều nhãn hàng ưa chuộng. Vâng, đúng thế. Song có cảm giác như là độ phủ sóng của Hà Hồ với các nhãn hàng thì đã bắt đầu giảm xuống. Tần suất xuất hiện của cô trên báo, trên đài, trên quảng cáo thì cũng không còn dày đặc như xưa. Và nhiều chuyên gia thì nhận định là trong thời gian tới, ngôi hậu của Hà Hồ thì sẽ bị những cái tên khác như là Minh Hằng hay là Tóc Tiên hay là Đông Nhi nhăm nhe chiếm lấy. Ngoài ra thì cũng không thể không nhắc đến Phạm Hương, bởi cô sở hữu đầy đủ các yếu tố của một gương mặt giải trí thương mại, nhan sắc, tri thức, sức ảnh hưởng và hình ảnh sạch, nói không với scandal. Và Phạm Hương đã phù hợp khi trở thành một đại diện thương hiệu cho các sản phẩm cao cấp, đặc biệt là về thời trang hay là mỹ phẩm. Thưa quý vị, trong cuộc sống bận rộn như hiện nay, nhiều gia đình chỉ muốn sinh từ 1 tới 2 con để có thể có điều kiện chăm sóc thật tốt cho những đứa con bé bỏng của mình.
Tuy nhiên, ngược lại với xu hướng này, một gia đình ở Anh lại cảm thấy hạnh phúc khi mình có thật nhiều con. Và mặc dù hiện đã là cha của 19 đứa trẻ, nhưng ông bố của gia đình đặc biệt này vẫn mong muốn có thêm những đứa con trong thời gian tới. Theo tờ Huffington Post, cặp vợ chồng Ren Radford và Sue Radford sống tại phía tây bắc nước Anh đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi chuẩn bị đón chào đứa con thứ 19 của mình. Được biết, Sue đã mang thai đứa con đầu lòng Chris khi cô mới chỉ 14 tuổi. Ban đầu, họ chỉ định có 3 đến 4 đứa con, nhưng sau khi sinh đứa thứ 3 và thứ 4, họ thấy rất thích việc có thêm con và cứ đều đặn gần như mỗi năm một đứa từ đó trở đi. Cho tới thời điểm hiện tại thì con đầu lòng của gia đình Radford đã 26 tuổi, đứa bé nhất mới 1 tuổi. Sau khi đứa con thứ 19 chào đời vào tháng 7 tới thì họ sẽ ngừng sinh con. Vâng, tôi nghĩ những đứa con của gia đình này chắc chắn là phải rất là yêu thương, rất là hòa thuận với nhau. Như tôi chẳng hạn, tôi chỉ có 2 đứa thôi mà đã suốt tối ngày phải lo lắng về chuyện là giải quyết chúng nó làm sao, chúng nó cãi nhau suốt ngày. Không hiểu là làm thế nào để cho gia đình như thế này chăm sóc rồi là nuôi nấng cuộc sống hàng ngày với từng đấy người con. Vâng, tôi thì tôi chưa có gì gia đình, nhưng mà theo tôi được biết thì cặp vợ chồng này có một cửa hàng bánh mì gần nhà và họ vẫn xoay sở để nuôi được toàn bộ con cái mà không cần trợ cấp. Do quá đông con nên mỗi lần đi đâu thì họ sẽ phải lái cả một chiếc xe buýt nhỏ. Và cả gia đình thì sống trong một ngôi nhà với con số phòng ngủ là lên tới 10. Và mỗi tuần thì gia đình này tiêu thụ tới 120 lít sữa và tiêu tốn gần 10 triệu đồng, tức là gần 300 bảng Anh để mua sắm thức ăn, nhu yếu phẩm. Và chi phí một năm nuôi dạy con cái lên tới 30.000 bảng Anh và tương đương tới 1 tỷ đồng tiền Việt Nam. Và không chỉ vậy, vào mỗi dịp sinh nhật hay là Giáng sinh thì hai vợ chồng cũng tiêu tốn từ 100 cho tới 250 bảng Anh cho mỗi đứa con của mình. Vâng, các cụ ta ngày xưa thì cứ nói là thêm con thêm của, và có lẽ là không chỉ riêng gia đình người Anh này có mong muốn có nhiều con như vậy. Trước đó thì chúng tôi đã từng đưa tin là có một người đàn ông ở Pakistan có mong muốn mình có tới 100 người con, dù hiện tại là ông là cha của 35 đứa trẻ rồi. Và theo quan niệm của người Pakistan thì nếu một người có đủ 100 người con, họ sẽ được lên thiên đàng sau khi chết. Thừa cân luôn luôn là một vấn đề khiến cho rất nhiều người đau đầu, đặc biệt là phụ nữ. Không chỉ khiến nhiều người cảm thấy tự ti về thân hình quá khổ, thừa cân còn là nguyên nhân gây ra rất nhiều bệnh nguy hiểm khác như tim mạch hay là mỡ máu. Và theo đó thì các nhà khoa học trên thế giới mỗi ngày đều cố gắng tìm ra những phương pháp giảm cân an toàn nhất cho mọi người. Và mới đây các nhà khoa học Hàn Quốc vừa phát hiện ra một cách giảm cân mới từ loài hoa cúc tím. Theo kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nghiên cứu Dinh dưỡng, các nhà khoa học đến từ trường đại học Khương Hy, Hàn Quốc phát hiện ra loài cúc tím, một loài hoa mọc rất nhiều ở vùng Viễn Đông có chứa chất làm tiêu tan mỡ trong cơ thể một cách tự nhiên. Hiện các nhà nghiên cứu cũng đã thử nghiệm loại thuốc giảm cân chiết xuất từ loại hoa này và thấy có hiệu quả cao gấp 4 lần các loại thuốc giảm cân khác. Người sử dụng sẽ thấy được kết quả trong vòng 12 tuần sử dụng. Theo các nhà khoa học, loại thuốc này chiết xuất từ tự nhiên nên không gây ra độc hại cũng như tác dụng phụ. Đồng thời, người sử dụng cũng không cần phải ăn kiêng. Quý vị thân mến, càng ngày thì càng có nhiều công nghệ mới trợ giúp cho những người thừa cân hay béo phì. Và mới chỉ cách đây vài ngày thì Cục Quản lý Dược phẩm và Lương thực Mỹ FDA đã vừa cấp phép cho một thiết bị được mang tên là Aspirin Assist có chức năng hỗ trợ giảm cân bằng cách là hút thức ăn ra khỏi dạ dày. Và những người béo phì sẽ được cấy một ống nội soi nhỏ vào trong dạ dày và ống này sẽ được thông với một máy bơm ở ngoài da bụng. Vâng, thiết bị này thì sẽ hỗ trợ bệnh nhân ngăn chặn sự hấp thụ của khoảng 30% lượng calo được tiêu thụ. Và thiết bị này đặc biệt thích hợp cho những người thừa cân, béo phì ở độ tuổi ít nhất là 22 tuổi. Đặc biệt, đối tượng mà Aspire Assist nhắm đến là những người quá cỡ, không thể giảm cân bằng các phương pháp thông thường. Can be repeated until the draining stops and about a third of the food is removed. Quý vị thân mến, bóng đá luôn được xem là môn thể thao vua và là niềm đam mê của hầu hết những đấng mày râu trên toàn thế giới. Do đó sẽ chẳng lạ gì khi chứng kiến hình ảnh một người đàn ông bỏ hết mọi thứ sang một bên để dành trọn thời gian cho niềm đam mê đó, đặc biệt là khi giải đấu Euro 2016 đang diễn ra hiện nay. Và mới đây thì một fan cuồng bóng đá người Thổ Nhĩ Kỳ đã nóng giận đập tan cả chiếc TV chỉ vì liên tục bị vợ làm phiền khi đang xem Euro. Người đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ có tên Izzet Santi đang chăm chú theo dõi diễn biến trận đấu giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Croatia thì liên tục bị vợ làm phiền bởi những câu hỏi chẳng liên quan tới bóng đá. Quá bực tức vì bị làm phiền, anh đã nổi cáu quát mắng và thậm chí là đuổi ngay cô vợ ra khỏi phòng khách để tập trung theo dõi trận đấu.
Tuy nhiên thì cô vợ này cũng chẳng chịu thua khi quyết tâm trả thù chồng bằng cách dùng ứng dụng điều khiển từ xa trên điện thoại di động để tắt bật chiếc TV liên tục. Cùng lúc đó thì đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ lại đang bị đối thủ dẫn trước 1-0. Bất an vì lo lắng cho đội bóng của mình, cộng với sự bực tức vì bị cô vợ tra tấn, Izet Santi đã nổi điên thực sự và bắt đầu ném đồ đạc trong phòng. Hậu quả của trận cuồng phong này là một chiếc TV cùng với chiếc laptop trong phòng đã bị người đàn ông đập nát không thương tiếc. Thưa quý vị và các bạn, những ngày vừa qua, cộng đồng mạng đã xôn xao về một clip đánh ghen ghi lại cảnh người vợ cùng với một số người khác đánh đập và xé áo của một cô gái trẻ được cho là nhân tình của chồng. Clip quay ở trước cổng một siêu thị ở quận Hà Đông, Hà Nội đã nhanh chóng lan truyền và dư luận, nhất là các phụ nữ đã có gia đình thì thi nhau chia sẻ quan điểm về vụ việc này. Vâng, có người thì cho rằng hành động của người vợ dù thế nào thì cũng không thể chấp nhận được. Hung dữ như thế thì chồng bỏ là đúng rồi. Do đó, việc chị này cũng như những người đánh ghen bị cơ quan công an tạm giữ hình sự để điều tra là thỏa đáng. Nhưng ngược lại thì cũng có rất nhiều chị em đồng cảm, xót xa cho người vợ kia khi biết rằng chị đã từng bị chồng bạo hành nhiều lần và cô nhân tình trẻ tuổi kia thậm chí là còn thách thức và ghen ngược cả với chị. Vâng, và việc phản đối hay ủng hộ cô vợ là quan điểm của mỗi người. Chúng ta không có quyền phán xét. Người nào có hành vi vi phạm pháp luật thì cũng sẽ phải chịu hình phạt nghiêm minh. Song, sau sự việc đó thì điều khiến cho các chị em phụ nữ băn khoăn và chia sẻ với nhau là nếu ngày mai chẳng may phát hiện chồng mình bị ngoại tình thì mình sẽ ứng xử như thế nào? Liệu có nên đánh ghen hay là không? Và đánh ghen thì thế nào là đủ để có thể giải tỏa được bức xúc, để giữ được chồng mà không vi phạm pháp luật? Và trong tiểu mục Chuyện tối nay ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng trao đổi về câu chuyện này qua góc nhìn của một diễn viên đã rất quen thuộc với chúng ta, với những vai diễn của một bà vợ đanh đá, ngoan ngoắt và thường xuyên có những đòn ghen với tình địch. Nhưng trước hết, mời quý vị và các bạn hãy cùng nhìn lại những hình ảnh sau đây. Đây là clip ghi lại cảnh một nhóm phụ nữ đánh đập, lột đồ và giật tóc của một cô gái trẻ xảy ra vào chiều ngày 15 tháng 6 trước cổng siêu thị Bixi Hà Đông. Nạn nhân là một cô gái trẻ ăn mặc đẹp, bị một nhóm người túm tóc, lột áo và chửi bới trước siêu thị. Theo những lời quát tháo trong đoạn clip, cô gái trẻ được cho là có quan hệ bất chính với chồng của người phụ nữ mặc áo đen. Phát hiện chồng có tình mới, người vợ đã rủ bạn đánh ghen. Nhóm người này còn lột áo và đánh, kéo lê cô gái trên đường, khiến cô nàng chỉ biết cầu xin. Sau vụ việc, người vợ và một người cùng đánh ghen đã bị công an tạm giữ hình sự và điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Theo một số nguồn tin, thì chị vợ từng bị chồng bạo hành nhiều lần. Người chồng hay ghen nhưng lại thường xuyên ra ngoài bồ bịch lăng nhăng. Thậm chí có thông tin cho rằng chị vợ còn bị nhân tình ghen ngược, dọa đánh và gửi ảnh ân ái với chồng để chiêu tức. Đây là giọt nước làm tràn ly khiến người vợ bức xúc rủ người đi đánh ghen. Người chồng vẫn một mực phủ nhận, cho rằng không quen biết cô gái bị đánh, dù cô này đã thừa nhận từng có thời gian quan hệ với anh chồng. Vâng, quả thực vụ đánh ghen tại Hà Đông thêm một lần nữa khiến cho dư luận cần phải nhìn nhận thật thẳng thắn về câu chuyện ghen tuông của những người phụ nữ đã có gia đình. Và như đã giới thiệu, ngày hôm nay thì chúng tôi mời đến trường quay một nữ nghệ sĩ hài rất được yêu mến, chuyên được giao những vai bà vợ đanh đá có chồng ngoại tình. Xin được giới thiệu với quý vị và các bạn, nghệ sĩ Trà My. Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị khán giả. Chào chị Trà My ạ. Chị thân mến, vừa rồi theo dõi cái clip đánh ghen vừa rồi thì cá nhân chị nghĩ sao về cái hành động của cô vợ ạ? Thực ra trong các cái vụ đánh ghen ấy, đối với tôi thì tôi nghĩ rằng là cái hạnh phúc gia đình là số 1. Nên là tôi luôn luôn ủng hộ những người vợ chăm sóc cho gia đình và giữ gìn hạnh phúc cho gia đình. Tuy nhiên cái clip vừa rồi tôi xem ấy thì cũng chị vợ cũng hơi quá một chút. Mình làm cái gì cũng phải có chừng có mức, và đôi khi không nhất thiết cứ phải đánh như thế mới là giật lại chồng về. Theo quan điểm của tôi là như thế. Vừa rồi xem cái clip thôi, bản thân tôi thì không bao giờ dám xem clip đánh ghen, nhưng vì công việc cho nên phải xem. Khi xem thì tôi nổi hết cả da gà. Không biết là chị đã bao giờ phải chứng kiến một vụ đánh ghen ngoài đời thực bao giờ chưa? Và lúc ấy thì chị phản ứng như thế nào ạ? Thực ra thì My đi biểu diễn cũng rất là nhiều và cũng gặp rất nhiều các cái trường hợp đánh ghen vô cớ. Ví dụ như là vào trong các cái nhà hàng ăn chẳng hạn,
ăn sáng thôi. Ví dụ như mình đang ăn sáng và cũng có một cái bàn bên cạnh một cô đang ăn sáng, thì cô ấy vừa ăn xong thì cô ấy ngẩng mặt lên trả tiền một phát bực piu 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 piu, tức là túm tóc đánh tới tấp không biết như thế nào nữa. Thì mình ngồi đó mình chứng kiến, mình cũng không hiểu là như thế nào. Thế thì đến lúc gì với hỏi ra thì là cô ấy bị đánh ghen. Thế còn có những cái trường hợp mà ngay tại đấy thôi, mình gặp hai một cái người tình của chồng và một người vợ, tức là một cái câu chuyện mà My được nghe rằng hai người này cũng rất là hòa thuận với nhau. Vâng. Nhưng mà vô tình cái hôm đó cái cô nhân tình đến nhà của bà vợ thì bà vợ lại đuổi về, rồi thì lại tức là hai người là biết nhau, tức là biết nhau rồi. Vâng. Mà vẫn nói chuyện, vẫn dạ. chia sẻ với nhau, mà thậm chí lại còn chia sẻ cả những cái chuyện thầm kín với nhau. Thế nhưng mà bỗng một hôm, bỗng một ngày đẹp trời là bà vợ không hiểu sao nổi cái cơn ghen lên, rồi là đánh ghen rồi chửi. Thế thì My về đó, My nghỉ ở cái khách sạn đó mà thấy thế thì thôi, mình cũng thất rất là hai cái trường hợp như thế này thì là rất là thương, được chứng kiến rất là nhiều, chứng kiến rất là nhiều. Và... nên My chỉ biết nhảy vào can. Dạ. Thì với người vợ thì My cũng khuyên là chị hết sức bình tĩnh. Còn với cô nhân tình thì My cũng khuyên rằng là nên không đi lại trước mặt chị vợ, và cũng không nên đến nhà chị vợ nhiều, bởi vì giờ thực ra trong cuộc sống thì như bạn biết là hạnh phúc gia đình ai cũng muốn rằng là mình chiếm trọn người chồng mình giữ làm sao cho cái hạnh phúc của chồng mình, làm sao không đi lăng nhăng bên ngoài. Nhưng thực ra là thấy là rất là đau lòng khi những vậy cái trường chị, hợp chị thiên về phe nào hơn? Tôi thấy là trong chị được giao, thường là được giao những vai những người phụ nữ, những bà vợ rất là đánh đá, rất là trơ ngoa, thậm chí là đã đi đến ghen. Lúc diễn những cảnh đấy thì chị nghĩ như thế nào ạ? Nhất là gần đây là My được giao một cái vai bà vợ của ông quan huyện, thì đi đánh ghen với lại một cô thôn nữ. Thế thì bản thân kịch bản thì là phải như thế, phải diễn như thế, phải đánh ghen, phải túm tóc, phải đánh nhau. Nhưng mà với lương tâm My thì là ở ngoài đời My rất sợ đánh nhau. Và với bản thân My thì My sợ lắm, to tiếng đánh nhau là rất là sợ, mang tiếng là các bạn xem ở trên truyền hình mình đánh đá chua ngoa vậy thôi, nhưng ngoài đời mình nhát như một con thỏ luôn, cứ thế đánh nhau hoặc là xô xát cái gì mà túm tóc là mi lỉnh luôn, sợ lắm luôn đó. Nhưng mà thực ra mình hóa thân vào những cái dạng vai như thế thì mình mới thấy rằng các bà vợ ghen như thế nào, mời người ta có thể đánh, người ta có thể chém, người ta có thể rạch mặt nhau ra để làm sao để giữ lấy cái hạnh phúc của người ta. Nhưng mình nghĩ rằng không nhất thiết phải như thế, bởi vì là có nhiều kiểu ghen, mình ghen làm sao đó cho nó có văn hóa, và ghen làm sao đó để cái người chồng người ta nghĩ rằng mình là một cái người có văn hóa, và khi người chồng người ta thấy rằng cái lỗi đấy là do người chồng gây ra thì người chồng phải tự nhận khuyết điểm và quay về với vợ. Mình nghĩ như thế thì cái hạnh phúc sẽ lôi về phía người vợ nhiều hơn, xử sự theo cái kiểu như thế. Vâng. Chị Trà My vừa có chia sẻ là chị rất là sợ xô xát và đánh nhau. Tuy nhiên thì đã có người bạn nào hoặc là người thân nào của chị mà đã thấy chị nhập vào những cái vai chua ngoa đánh đá hay là đi đánh ghen, nó nhập tâm, nó đạt đến như vậy mà đã rủ chị đi đánh ghen hay chưa? Và nếu mà gặp trường hợp đấy thì chị từ chối như thế nào? Thực ra My đã nói rồi, trên truyền hình các bạn thấy là My là đánh đá lắm, đúng là như thế. Nhưng mà ở ngoài đời ấy, thì là rất là nhát, và cũng chưa có một ai rủ My đánh ghen cả. Mà nếu như có rủ thì My cũng từ chối luôn, tại vì là My không quen bạo lực cái kiểu đó, sợ lắm, sợ vô cùng luôn, không bao giờ làm những cái việc đấy luôn. Ví dụ như chồng mình có bị như thế thì mình cũng tìm các cái phương pháp khác, để biện pháp khác để mà khuyên can, chứ để mà xây ra cái đánh nhau như thế thì chắc rằng My sẽ không bao giờ, nếu vào bản thân My sẽ không bao giờ My làm như thế. Vâng. Chị vừa nói đến các phương pháp khác thì tôi có những cái ngày vừa qua thì tôi thấy là trên các trang mạng xã hội thì có rất nhiều chia sẻ rất nhiều các vụ đánh ghen, và các chị em thì đưa ra ba cái phương án như thế này để xử lý khi mà bắt gặp chồng mình ngoại tình. Thứ nhất là không đánh ghen như trong những clip mà chúng ta vừa xem, mà nhẹ nhàng tiếp cận và khuyên nhủ những cái cô bồ của chồng mình nên dừng lại. Và thứ hai là sẵn sàng lao vào lành lòng gáo vỡ là môi luôn. Và thứ ba là cô vợ sẽ không nói gì, không làm gì cả, dứt khoát chia tay luôn và không cần đánh ghen làm gì cho mệt. Vậy thì là chị sẽ lựa chọn phương án nào?
Thực ra đối với tôi, như tôi đã nói với các bạn, hạnh phúc gia đình là điều quan trọng nhất đối với tôi. Nên cái trường hợp này tôi sẽ không bao giờ đánh ghen và tôi không bao giờ to tiếng. Và tôi sẽ, cái điều thứ nhất tôi chọn phương án 1, tôi sẽ gọi cái cô nhân tình đến và tôi sẽ khuyên giải cô ta. Và tôi có những cái biện pháp của mình để làm sao cô ấy buông tha người chồng của mình. Và với tôi cũng về có những cái để khuyên chồng mình để làm sao đó, bởi vì hạnh phúc gia đình không dễ gì mà chúng ta vun đắp lên được, mà xây lên thì khó, mà đạp thì đập vỡ thì nhanh lắm, chỉ trong một tích tắc, trong một ly là có thể vỡ tan hạnh phúc gia đình. Nhưng với tôi thì tôi sẽ chọn cái phương án tốt nhất, đó là gọi gặp gỡ và nói chuyện với cô bồ, sau đó là mình khuyên giảng chồng mình dần dần, rồi đến mức độ mà cùng cực nó không có thì mình lại tính tiếp cái phương án sau. Chứ tôi không bao giờ để xảy ra những cái xung đột, mà thực ra đấy là nó là cũng là một cái văn hóa ứng xử của người Việt Nam chúng ta. Vâng, chị Trà My thân mến, từ xưa thì chúng ta đã biết là cái hình ảnh hoạn thư trong văn học cũng như là trong dân gian là một cái hình ảnh tiêu biểu về và của cái người phụ nữ khi mà ghen tuông với chồng. Rồi khi mà người phụ nữ ghen thì không gì có thể dập tắt nổi, người ta nói là ngứa ghẻ hơn ghen, phải không ạ? Vâng. Tuy nhiên thì như chị nói là phải biết cái mức độ dừng lại đến đâu, bởi vì như người phụ nữ trong clip vừa rồi rõ ràng là chị đã vi phạm pháp luật. Vậy theo chị thì có một lời khuyên nào hay có một cách nào đó để cho chị em chúng ta nhận ra biết đâu là ranh giới của sự ghen tuông? Tôi thì tôi cũng đã chứng kiến rất nhiều cuộc ghen, và tôi cũng chứng kiến rất nhiều các cái cặp vợ chồng đã bị tan nát bởi vì đánh ghen với nhau. Nên tôi chỉ khuyên tất cả các bạn, nhất là phụ nữ chúng ta xây được nên cái tổ ấm cực kỳ khó, và lấy được một cái tấm chồng mà yêu thương mình, mà lo lắng cho gia đình thì lại càng khó hơn. Thế chính vì thế chúng ta, trước hết chúng ta hãy là một cái tấm gương, mình làm sao đó cái gì cũng phải có chừng có mức, và mình làm một cái điều gì đó mình cũng phải nghiên cứu và suy nghĩ đến đầu đến đũa đá. Và khi mình quyết định một vấn đề gì, mình cũng phải xem là khi mình làm cái gì thì cái việc này thì hậu quả nó sẽ như thế nào. Thì theo tôi, tên khuyên các bạn là làm cái gì cũng phải có chừng có mức. Và cái mục đích tốt nhất của chúng ta là làm sao bảo vệ và giữ gìn được hạnh phúc của gia đình chúng mình. Vâng, chúng ta thấy là trong các vụ đánh ghen thì bao giờ cái người bị lên án cũng là hai người phụ nữ. Cô vợ thì bị gọi là hoạn thư, bị gọi là ghen tương quá rồi không biết kiểm soát. Cô bồ thì tất nhiên là bị đánh giá về mặt đạo đức. Thế nhưng cái người gây ra là ông chồng thì lại không bao giờ được nhắc đến. Đây, chị nghĩ sao về việc về cái vai trò của các ông chồng trong các vụ đánh ghen thưa chị? Thì như các bạn thấy là khi trong các cuộc đánh ghen thì không bao giờ có cái sự xuất hiện của ông chồng, rất hiếm khi lắm, mà chỉ có thấy các bà vợ và các bà nhân tình đánh nhau với nhau thôi, còn có bao giờ ông chồng ra mặt đâu. Đấy là những cái mà tôi nghĩ rằng là những cái ông, các ông chồng thì cần phải có những cái tiếng nói trong những cái vụ như thế này. Không cớ gì mà không bao giờ được phép để cho vợ mình và cái cô bồ mình để mà đánh nhau một cách mà vô lối như thế, và có thể là xé quần xé áo trước tất cả công chúng như thế mà người chồng lại đứng ngoài cuộc, thì tôi nghĩ đấy là một cái không phải họ đứng ngoài cuộc, họ trốn đấy chị ạ. Đấy thì tôi nghĩ là đứng ngoài cuộc có nghĩa là trốn chứ còn gì nữa, đúng không? Thế nên là trong cái vụ này thì tôi cũng nghĩ rằng là thực ra là các ông chồng cũng nên xem xét lại cái cách đối xử của mình, và nên cái gì cũng có chừng có mực thôi, và nên giữ cho gia đình làm sao cho nó thuận hòa êm ấm. Dù ông có đi ngoại tình, ông đi cặp bồ chăng nữa, nhưng cái gia đình vẫn là một nền tảng quan trọng nhất để cho những người chồng phải luôn luôn quay về. Vâng, có câu là ớt nào ớt lại chẳng cay, gái nào gái lại chẳng hay ghen chồng, đúng không ạ? Tôi nghĩ là đàn bà chỉ ngừng đánh ghen khi mà đàn ông hết ngoại tình thôi, mà để đàn ông không ngoại tình thì lại tùy thuộc vào cách ứng xử của những người vợ. Tuy nhiên thì tới đây thì cũng sẽ có quy định là phạt tù đối với những người ngoại tình. Theo chị thì cái chuyện mà phạt tù đối với những người ngoại tình thì nó có khả thi, nó có ngăn chặn được chuyện ngoại tình không ạ? Thực ra là tôi nghĩ là theo quan điểm của tôi thì rất là khó và không thể nào ngăn chặn được. Bởi vì bạn biết rằng bây giờ xã hội mình ở mọi nơi, công sở rồi tất cả mọi nơi đều có cái phong trào gọi là cặp bồ cặp bịch với nhau rất là nhiều luôn. Bởi vì tôi đi diễn nhiều, tôi đã chứng kiến được rất nhiều các cái cặp vợ chồng hoặc là các cặp tình nhân. Ví dụ mở mắt ra sáng 8 giờ sáng đã đến nhà nghỉ rồi, xong lại thực ra là tôi cũng chỉ vô tình thôi, thì gọi về cho vợ
là alo trưa nay anh không ăn cơm nhé, anh phải đi họp. Thế nhưng mà thực ra là có phải là họp đâu mà thì đang ở trong nhà nghỉ với lại nhân tình. Nhưng mà thế thì tôi nghĩ là nó không khả thi lắm, bởi vì là mình làm sao mà mình ngăn chặn được hết tất cả những cái tệ nạn như thế. Chỉ có điều rằng là tất cả mỗi con người chúng ta, dù là những ông chồng hay những bà vợ, thì chúng ta nên biết điểm dừng và xoay quanh vấn đề là chúng ta nên giữ gìn cái hạnh phúc và bảo vệ cái hạnh phúc của chúng ta mọi lúc mọi nơi. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ hết sức là cởi mở cũng như là rất thú vị của nghệ sĩ Trà My. Quý vị và các bạn thân mến, ghen thế nào là đủ? Câu hỏi này thì rất khó để trả lời chính xác xem là làm sao để ghen. Và tôi hiểu rằng là rơi vào cái tình cảnh trớ trêu thì chúng ta cũng không thể nào đánh giá hay là nói về người, tức là đánh giá những cái kết luận hay là những cái việc của người khác. Vì vậy cho nên sự lựa chọn ở chính của quý vị khán giả, và cũng như là chị Trà My mới nói, quan trọng là chúng ta phải biết trân trọng và biết bảo vệ hạnh phúc của mỗi người. Vâng, và hy vọng là câu chuyện ngày hôm nay với nữ nghệ sĩ Trà My đã mang tới cho quý vị và các bạn, và đặc biệt là trẻ phụ nữ, một cái nhìn đa chiều hơn về vấn đề này. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn những chia sẻ của chị Trà My. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.